Mời bạn Nam. Xin mời bạn nữ. Xin chào. Rồi em trai giới thiệu về mình đi em. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Long Hậu. Long Hậu Vĩnh Long á hả? Dạ. Em sinh ra ở Cái Bè Tiền Giang. Dạ em lớn lên là ở An Giang và hiện tại đang sinh sống ở An Giang. An Giang là ở tại thành phố Long Xuyên hay là ở đâu? Dạ gần thành phố Long Xuyên anh. Em làm nghề gì? Trước đó thì em có học tài chính ngân hàng. Nhưng sau khi em học xong rồi em nói đi làm á, lúc em đi làm á, em mới cảm thấy nhận được là vài tháng là em có muốn đuổi giám đốc, tuyển giám đốc mới. Cái nó không phù hợp với công việc á. Cái thôi em về em làm nông. Học xong tài chính ngân hàng xong về làm nông. Giờ tức là em làm ruộng ở dưới quê đó hả? Dạ em thì làm ruộng, em làm vườn. Làm ruộng vườn trồng được cái gì? À, nhà thì trồng lúa, trồng sầu riêng, bưởi da xanh, ổi rồi đó, tất cả các thứ. Rồi. Vậy bây giờ xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Lời đầu tiên em xin chính chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh. Em tên là Quỳnh Lê Thùy Linh. Năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn ạ. Dạ hiện giờ em đang làm trợ lý dự án. Ủa em ơi, ở An Giang là em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở tại Long Xuyên luôn anh. Rất hợp lý đó. Ta nói về một chút ưu điểm và khuyết điểm đi bạn gái. Ưu điểm của em là em thích nấu ăn. Lâu lâu thì em suy nghĩ là những cái món ăn nó lạ lạ, nó độc độc thì em thực hiện luôn. Còn bạn trai, còn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ em xin trình bày điểm mạnh của em là em có thể sống độc lập được. Em có thể làm tất cả công việc nội trợ được. Em có thể làm những công việc mà tính sáng tạo đó anh. Và làm mới giống như bạn kia là thích nấu ăn là chế ra rồi tạo ra những món ăn mới này kia đó hả? Không, em mà công việc thôi, còn nấu ăn thì em là... Thì thí dụ vậy đó. Dạ. Em trồng được bao nhiêu lúa? Nhà em canh tác được 6 hectare đất nông nghiệp. Wow, ở thành phố tôi có 50 mét rồi tôi muốn chết luôn rồi. Em có khuyết điểm gì không Long Hồ? Là em không thích thể hiện mình trước đám đông nhiều, rất là nhát gái. Còn bạn gái có khuyết điểm gì không bạn gái? Dạ khuyết điểm của em á thì thứ nhất là về ngoại hình của em thì nó không có được xinh xắn như mấy bạn gái khác lắm. Em tự nhận mình là em không có mập, em chỉ mỉm mỉm đáng yêu mà thôi. Đúng rồi. Không sao cả. Dạ khi mà ngủ á em hay có cái tật xấu là hay lăn lộn á chị. Tới cái tướng em gì mà em lăn là còn ok mà em còn lộn nữa hả? Em chỉ lăn qua lăn lại thôi. Hết hồn. Bạn trai, mình ngủ trên giường mình có nằm yên chỗ không ta? Em không xác định được là em có lăn lộn hay không. Nhưng sáng với sau thì có lẽ là vị trí cũ không còn là vị trí em nằm ban đầu hơn nữa. Nói chung là hai bên đứa lăn đứa lộn suốt vậy cũng mệt lắm à. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Em có được 3 mối tình. Cái mối tình gần đây nhất mà cũng chia tay cũng lâu rồi ạ. Bạn trai, có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình ạ. Quen nhau cũng được hơn 4 năm. Bây giờ thì xấu, nhưng mà lúc đó xấu hơn nữa. Bạn đi làm thì bạn thấy nhiều người đẹp hơn, lý tưởng hơn, hình mẫu đúng như bạn chọn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em thì em không quan trọng quá về ngoại hình. Em chỉ quan trọng nhất ở người phụ nữ đó là trung thủy. Em thì không xăm hình, nhưng đối với phụ nữ xăm hình thì em cũng không ngại. Nhưng mà thật sự thì còn trẻ anh, xăm hình thì da mình còn sức sống á, thì rất là đẹp. Nhưng khi mà mình lớn tuổi khoảng từ tầm tuổi 40 đến 50 á, da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu. Nên em nghĩ là không xăm sẽ tốt. Quan điểm cũng rất rõ ràng ha. Còn bạn nữ yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình thì như thế nào? Ốm cũng được, mập cũng được. Nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá, nhìn sẽ giống như số 10 vậy đó. Đừng có cái bụng to quá. Tại vì em cũng tròn, bạn nó cũng tròn. Đôi khi là mình là có những cái hành động thân thiết á, cái có thể là ôm chẳng hạn, thì hai cái bụng nó sẽ bị dội lên nhau, nó không có sát được. Để chị qua chị coi thử bụng sao. Coi sao vậy? Bụng ở đây ngon, cũng tròn do, được không em? Dạ, anh Quyền Linh thấy cảm thấy là xứng với em là được. Không, em dễ thương á. Dễ thương. Đừng có sợ tròn, bụng bự gì. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự thì sao? Cũng anh? Sang như thường á. Cũng sang như thường. Đúng rồi. Thành ra đừng có lo cái vụ bụng bự hay không. Nhiều. Thấy về phong thủy á. Đúng rồi. Rất là thoải mái, phóng khoáng. Đúng rồi. Về phong thủy rất là hoành tráng. Đúng rồi. Tươi sáng. Tức là có quăng của đệ đó. À, rất là dễ thương, tôi chịu đàn gái đó. Em chào chị Đập Tứ ạ. Anh, nhà anh còn anh trai em trai gì không? Dạ nhà em thì em còn thằng em trai nhỏ 27 tuổi. Em chị thấy được, quan trọng là xấu mẫu đất nữa. Đàn gái không thích đàn trai cái tật xấu gì nhất? Em không có thích là cằn nhằn với nói chuyện úp úp mở mở anh. Em có thôi em trai. Em không thích là em không nói luôn. À im luôn đúng không, thấy chưa? Rồi có cái gì em ghét nhất ở đàn ông nữa không? Hói tí. Hói mắc mớ gì hết. Mày không biết xác định là hói hay không hói ta. Hình như nó hói mà nó làm luôn.
hết hói luôn á. Tôi thấy là ok. Đàn trai cho Thư hỏi cái, ví dụ mình có thích sở thích nhậu nhẹt đồ không ha? Tứ đầu tường thì em không có đó, không có tham gia vào. Nhưng thật sự thì chia sẻ thì em có nhậu. Và nhậu rất là nhiều. Nhậu là tức là tửu lượng nhiều chứ không phải là nhiều lần nhậu, thích nhậu la cà. Vậy uống được nhiêu chai? Bia có thể uống được 1.5 lít, rượu uống được 2 lít. Là đồ mạnh á. Dữ dằn luôn á. Nhưng mà cái mức độ đi nhậu mình có thường xuyên không? Hay chiều giống chiều đi làm về, đi làm lúa rồi vậy về rồi lấy gai đồ. Tiệc tùng hay là có sự kiện hay có gì trong gia đình thì hoặc là bạn bè hay là người thân mời thì mình mới nhậu chứ. Là nhậu nhiều thì cái công việc thì bỏ ai làm chị? Đúng rồi, người ta nhậu đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám quải người ta nhậu thôi. Bảo đảm là mình là trai là ít nhậu, yên tâm. Anh ơi, cho em hỏi xíu là anh có hút thuốc không ạ? Cái này không hút thuốc. Nhỏ lớn giờ không hút. Dạ tại em ghét hút thuốc dữ lắm. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với lại mẹ, cô và anh ạ. Dạ xin chào khán giả trường quay. Xin chào MC Hoài Linh, vui vẻ đẹp trai. MC Nam Thư rất là xinh đẹp. Dạ con cảm ơn cô. Nhìn thì hiện tại thì thấy cũng được. Em Linh thì nó rất là giỏi, nó rất là ham học. Hiện tại là nó được 2 bằng rồi đó. Thạc sĩ, nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa. Như vậy cháu Hồ có thể mà tiếp tục để cho con đường của em Linh đó có được hay không? Dạ được ạ. Đó chị nói là rất bình thường. Thì muốn học thì cứ học. Nhưng bản thân con cũng phải học để phấn đấu cho cuộc sống, công việc rồi này kia. Nếu em học nữa thì con ủng hộ. Nhiệm vụ của nó làm thì nó đi suốt. Một tuần lễ có thể nó đi hết là 6 ngày đó. Có khi thứ bảy chủ nhật nó có đi nữa. Như vậy thì con cảm thấy nó có khó khăn gì cho con không? Dạ con là không có, thứ nhất là không quan trọng ngoại hình, cũng không có quan trọng vấn đề công việc. Nhưng con đang cần một người phụ nữ là dù cho có thể đi làm ở đâu bất cứ yêu xa như thế nào hoặc là lập gia đình mà hai vợ chồng không có thể gặp nhau được nhưng vẫn phải chung thủy. Thí dụ con làm nông, em nó đi làm việc vậy thì gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không? Dạ bản thân con thì con không ngại tại vì mỗi người mỗi công việc. Con nghĩ là sau công việc thì vợ chồng gặp lại thì có vui hơn hay là xúm xích bên nhau thì mà nó không vui thì cũng vậy hả? Nói chung mà ngày việc ai để làm miễn dạ. Sao tối ngủ chung là được đúng không? Dạ. Cô ý thích của cô là muốn làm sao thí dụ như vậy đó thì chú rể thì cũng phải thương vợ, biết cha mẹ, biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó. Thấy gia đề ra nhiều quá phải không? Con nói thật thì con cũng làm con. Em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cũng phải kỳ vọng nghề rất là nhiều về con rể. Tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của con của cô đến cả đời. Đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu thôi, không có gì là sai lầm hết. Rồi hay quá. Giỏi quá, hay, trả lời xuất sắc. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với anh họ ạ. À có mẹ nữa. Dạ con chào cô ạ. Em xin chào chương trình và chào MC Quyền Linh và Nam dạ. Thư. Tam tòng tứ đức đó là đương nhiên ai cũng mong muốn, nhưng mà đối với tôi chuyện đó quá xa xưa. Công việc làm ăn của con tôi sẽ ủng hộ, tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách. Tôi không mong muốn con tôi ưu đãi ưu ái tôi một cái gì, chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha, đó điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mập lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tại vì nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Tôi là nhà trai, tôi bước đó tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Trời thương quá, dễ thương quá. Nói chung là gia đình mình là ở dưới là vui rồi đó. Kéo rào luôn cho tụi nó gặp mặt, về với An Giang luôn. Anh chào em. Chào. Lần đầu gặp tiên, anh gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em. Thì em đến với chương trình thì em cũng có một cái món quà nhỏ tặng anh. Thì em có thể mang cho anh được không ạ? Để cây xuống, để cây xuống đi. Đeo đi. Đó, hai cái mặt sát nhau rồi hung nhau bất ngờ đi. Được, anh có nghe. Anh cho em hỏi là anh ở Thời Sơn là anh ở xã nào ạ? Xã Vĩnh Khánh em. Tại em cũng có đi công tác ở khúc đó. Khi kết hôn xong á, em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Em sống với ba mẹ, em gái và dì và bà. Bà đang bệnh cho nên là nếu mà được á, thì là em muốn ở gần ngoài Long Xuyên có thể phụ tiếp mẹ chăm sóc cho bà. Thì em cũng đi làm nhiều rồi, em nói vậy thì anh rất là đồng ý. Nhưng mà em có ngại là khi tại vì công việc của anh thì anh phù hợp với đó, anh về anh làm đó rồi. Ví dụ anh đi sáng đi chiều về hoặc là đi 2-3 bữa thì chóng rồi anh đi về thì em có ngại không? Thật sự là em cũng không có ngại cái chuyện đó, miễn sao là mình quen nhau, mình yêu nhau, mình đã lựa chọn nhau thì mình nên tạo cho nhau cái lòng tin. Khi mà anh đi, miễn anh không có làm gì sai với em là được rồi.
Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút là ta hẹn hò và đi đến hôn nhân. Chuẩn bị. Ba, hai, một. Hết thời gian. Hai bạn nắm tay nhau nào. Xin phép bác mình hôn em gái đi. À, dạ, cho con xin phép được hôn em một cái ạ. Bác ủng hộ. Dạ, con cảm ơn. Yeah, chúc mừng hai bạn. Đây,